có thể nói là bậc nhất của Việt Nam, đó là trà đinh và trà nõn tôm. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau thử hai loại trà này để xem được nó ngon như thế nào, và mình cùng phân biệt là nó có một sự khác biệt như thế nào để các bạn có thể chọn lựa được loại trà các bạn thích nhất. Thì đây là trà đinh và đây là trà nõn tôm. Thì mình sẽ nói sơ về hai loại trà này. Về trà đinh trước, thì trà đinh được xem là tinh túy nhất của Việt Nam và tương đối là rất là mắc tiền. Người ta sẽ hái những cái bức non vào buổi sáng sớm và sau đó người ta sẽ làm ra loại trà xanh đặc biệt này mà tất cả mọi người ở Việt Nam cũng như nước ngoài đều rất tò mò và rất là muốn thưởng thức. Cái loại thứ hai là loại nõn tôm, thì loại này nó không có cao cấp bằng trà đinh, bởi vì khi mình hái một bức non và một lá, hoặc là một bức non với lại hai lá, thì để hai loại trà này ngon thì phải cần một cái thổ nhưỡng rất là tốt. Thì thường người ta sẽ thu hoạch và người ta hái lá trà ở vùng Tân Cương ở Thái Nguyên, thì vùng này sẽ cho loại trà ngon nhất. Và cái điều thứ hai mà cũng quan trọng không kém về thổ nhưỡng, đó là cách nghệ nhân sao chế cái loại trà này phải có một cái kỹ thuật tốt và một kinh nghiệm tốt thì mới làm ra được trà ngon. Thì ở đây Blendchip Trà có hai loại trà này của một nghệ nhân nổi tiếng ở Tân Cương đã đoạt được nhiều giải thưởng, và họ đã làm trà này đặc biệt cho Blendchip Trà. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau thưởng thức nhé. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn bàn trà để pha hai loại trà đinh và trà nõn tôm. Thì mỗi loại trà mình sẽ pha 3g và 100ml nước. Và nhiệt độ để pha hai loại trà này ngon, các bạn chú ý là mình sẽ pha 80 độ. Ok, bây giờ hiện giờ là đang 90 độ, thì mình đợi một chút xíu nó xuống 80 độ, mình sẽ cùng nhau pha trà. Nhiệt độ của nước này đã là 80 độ và bây giờ mình sẽ bắt đầu pha trà nhé. Vì trà đinh và trà nõn tôm á, là mình hái bức và cái lá đầu tiên, nên là trà này nó rất là non, mình không có cần phải chén trà. Rồi bây giờ mình sẽ đợi khoảng 1 phút. Sau 1 phút mình sẽ chiết trà ra và thưởng thức. Bây giờ là đã sau 1 phút rồi, mình sẽ cùng nhau chiết trà ra và mình sẽ xem màu trà và cái hương thơm nó như thế nào. Mình sẽ chiết trà đinh trước nha. Mình sẽ dùng cái lọ. Màu nước rất là đẹp. Rồi các bạn thấy ở đây, màu của trà đinh là màu xanh ngã vàng, nhưng mà nó vẫn còn tươi, màu xanh nhiều hơn. Còn màu của trà nõn á, thì là màu xanh vàng, nó sánh hơn và nó giống màu mật ong hơn. Về mùi thơm thì trà đinh các bạn sẽ nghe được mùi thơm của bắp luộc, mùi rất là đặc trưng, mùi rất là ngọt. Còn mùi của nõn tôm thì các bạn sẽ nghe được mùi cớm xanh. Hai mùi đều rất là tươi. Rồi bây giờ mình sẽ thử trà nha. Đầu tiên mình sẽ thử trà đinh trước. Cheers. Rất là tươi các bạn, rất là thơm. Sau khi mình uống ngậm đầu tiên, đây là nước thứ nhất nha. Hồi nữa mình sẽ pha nhiều nước nữa, mình sẽ test thử coi là trà đinh và nõn tôm này mình sẽ pha được bao nhiêu nước.
hậu của nó rất là ngọt, vị thanh đầy hết trong vùng miệng, và cái mùi mùi bắp luộc á và ngọt á nó vẫn ở trong miệng mình, nó rất là ngon. Uống trà này á các bạn sẽ không cảm thấy là nó đắng chát khó chịu, mà cảm thấy rất là ngọt ngào, rất là thơm, nó rất là tươi mới và làm cho mình tỉnh táo hẳn lên, và mình rất là thích cái vị này, rất là ngon. Rồi bây giờ mình đã thử trà đinh xong rồi, mình sẽ tiếp theo là trà nõn tôm, thì mình phải uống một tí nước lạnh nha để mình trở về cái hương vị ban đầu. Rồi tiếp theo là tới trà nõn tôm. Cũng rất là ngon, nhưng mà khi mà các bạn đã uống và so sánh được thì các bạn sẽ thấy trà đinh nó ngọt hẳn, tức là hậu á nha, ý mình nói khi mà mình uống vào hậu ở trong cổ họng của mình á thì trà đinh nó ngọt hẳn, nó ngọt hơn rất là nhiều. Còn trà nõn thì mình sẽ thấy được một cái vị đậm đà của trà, và mình nghe rõ cái mùi cớm non, cớm xanh rất là tươi. Những ai mà thích uống trà đậm đà, hơi một chút đắng chát á, thì trà nõn tôm này rất là phù hợp. Nếu các bạn uống trà này một mình á, và so sánh với tất cả những loại trà xanh khác á, thì các bạn sẽ thấy trà này nó tươi. Nhưng mà khi mà mình uống chung với trà đinh nữa thì trà đinh các bạn sẽ có một cái sự tươi nó rất là tuyệt vời, nó là tuyệt đỉnh luôn, không có thể so sánh được với nó. Như vậy thì mình đã xong nước đầu tiên, thì mới vừa nước đầu tiên thôi mình đã thấy nó ngon như vậy, thì thường á cái nước trà thứ nhất và trà thứ hai nó sẽ rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ thử cho đến cái nước cuối cùng để coi mình uống được mấy nước rồi nha. Bây giờ mình sẽ thử nước thứ tư. Nãy giờ mình đã thử qua nước thứ hai, thứ ba rồi, nó vẫn rất là ngon. Nước thứ nhất là mình thấy ngon nhất, xong rồi đến nước thứ hai, nước thứ ba, và bây giờ nước thứ tư. Đây là sau 1 phút rồi, các bạn nhớ là 80 độ nha, và 100ml nước. Bây giờ nước thứ tư thì các bạn thấy là nó đã nhạt dần rồi, màu trà nó đã nhạt dần rồi, và mùi hương thì đối với trà đinh vẫn còn rất là thơm. Trà nõn tôm thì mùi nó đã vơi đi nhiều rồi, mình không có nghe nhiều nữa, trà đinh vẫn còn rất thơm, nhưng mà màu nước thì các bạn thấy là nó nhạt hơn hẳn so với lần đầu tiên mà mình thử. Bây giờ mình sẽ thử vị và hậu của nó nha. Đối với trà đinh á, thì nước thứ tư này các bạn uống vào sẽ vẫn nghe mùi thơm tràn ngập trong miệng mình. Vị trà thì đã bớt đi rất nhiều, hậu thì vẫn ngọt một chút. Còn đối với trà nõn thì vẫn còn một tí mùi thơm thôi, nhưng mà nó tương đối là nhạt đi rất là nhiều rồi. Như vậy thì đối với trà đinh và trà nõn tôm pha với một cái lượng như mình đã nói nãy giờ là 3g và 100ml nước, nước 80 độ C, thì mình đã pha được 4 lần, và tới lần thứ tư thì mình thấy là ok, mình uống nước tới đây là mình dừng được rồi. Mình vẫn muốn uống hết cái ly này. Rất là ngon, mình uống hơi lẹ, tới bình thường là uống trà phải uống lâu hơn, nhưng mà video thời lượng có hạn nên các bạn thông cảm nha. Ok, như vậy thì ngày hôm nay Lan Chiếc Trà rất là vui đã giới thiệu được đến các bạn hai loại trà được gọi là tinh túy và rất là tự hào của Việt Nam, đó là trà đinh và trà nõn tôm. Thì hai loại trà này là thuộc về trà xanh nha. Khi mà khách nước ngoài đến Việt Nam và mình cần giới thiệu một loại trà ngon cho khách thì mình có thể dùng hai loại trà này, và mình tự tin để giới thiệu hai loại trà này không thua kém gì trà Nhật, không thua kém gì trà Long Tĩnh của Trung Quốc, hoặc là Yokuro của Nhật.
Thì cái buổi thử trà hôm nay của Plan Chip Trà đã kết thúc. Chúc các bạn một cuối tuần thật vui vẻ. Và các bạn nhớ là subscribe cho Plan Chip Trà nha, để có nhiều video nữa đến với các bạn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.